Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi nhớ liên hệ ủng hộ em Lợi. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em tiếp tục review chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới về. Đó là chiếc Ford Ranger sản xuất 2016, số tự động, một cầu máy dầu, bản XLS, xe màu xám đá. Toàn bộ chiếc xe thì khá là hoàn hảo và cực kỳ đẹp, máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý sang tên đầy đủ cho quý anh chị. Xe được trang bị thêm nắp thùng thấp và thanh thể thao và nắp thùng kéo. Toàn bộ lốp còn khá là dày. Xe tên tư nhân biển Hà Nội 29C 73 72639. Toàn bộ em quay về phần ngoài bên ngoài cho quý anh chị xem về phần vỏ bên ngoài. Em vừa mới lấy về chiều hôm qua. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ, các bác ấn chuông theo dõi thì kẻ sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây là toàn bộ các phần lốp của chiếc xe. Lốp thì khá là dày. Đây mặt ca lăng, đèn pha. Xe đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 8 năm 2020. Chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Đây là toàn bộ cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe, đèn hậu và nắp kéo. Đây hướng vào phần nội thất bên trong của chiếc xe. Nguyên bản của chiếc xe thì nội thất là nỉ và được bác chủ trước bọc lớp ghế da màu đen. Toàn bộ nội thất màu đen đấy ạ. Ghế da. Và bác chủ thêm một lớp sàn 3D. Phần sàn khá là đẹp. Đây là cái vô lăng của chiếc xe. Tắp ly bóng khí là nguyên zin. Xe sử dụng hộp số tự động, máy dầu 6 cấp. Ford Ranger 2016. Toàn bộ các phần cột đây ạ. Em coi phần cột tem mác nguyên đầy đủ hết. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua bán xe, trao đổi liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Đây là toàn bộ các thông số kính của chiếc xe của hãng Ford, năm sản xuất 2016. Nội thất ghế phía sau. Đây là các phần chỉ của cánh cửa đây ạ. Tay nắm mở cửa tapi khá là mới. Đây là toàn bộ tay nắm mở cửa và tapi lên xuống kính điện xịn xòa theo xe. Và kính thì được bác chủ trước dán kính 3M chống nắng. Khá là đẹp. Và đây là em quay sang bên hai cánh cửa bên
phụ cho quý anh chị xem. Toàn bộ tắp đi hai cánh cửa khá là đều nhau. Và các cái phần chỉ đây là zin hết đấy ạ. Nội thất khá là đẹp. Điều hòa âm thanh thì còn mát và hoạt động khá tốt. Vô lăng tích hợp vô lăng đầy đủ hết, bóng khí hai bên nguyên zin. Đây là cái phần chỉ phía xa bên cánh bên phụ. Tay nắm ở cử khá là đẹp. Từ các cái bậc lên xuống đây. Đinh ốc tem ma cột. Vâng, đây là phần đầu và phần máy của chiếc xe. Toàn bộ phần máy đây. Máy là nguyên zin. Ốc cabo. Chỉ cabo. Đinh bấm, đinh dập đây ạ. Phanh ABS sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đây, tiếng động cơ đang hoạt động với toàn bộ quý anh chị ạ. Khá là êm và mượt.